Những chuyện vụn vặt mà cũng so đo tính toán. Cổ nhân nói đó là người không ra gì. Trong nhà Phật ngày nay cũng phổ biến hạng người như thế. Những người này không phải đang hưng thạnh Phật giáo, mà là người hủy diệt Phật giáo, khiến người học Phật tất cả đều vào địa ngục A Tỳ. Không phải gọi là diệt Phật giáo sao? Quý vị tạo nghiệp nặng quá. Quý vị vừa bài xích xây dựng môn phái, bài xích người khác, lại còn kêu gọi tín đồ của quý vị bài xích. Tội này nặng hơn tội nào hết, nặng hơn cả tội ngũ nghịch thập ác. Cho nên giới Bồ Tát trong Du Già Bồ Tát giới, điều trọng giới thứ nhất là khen mình chê người, đó là điều được đưa lên hàng đầu. Cho nên chúng ta nhìn thấy những người hoan hỷ phụng hành hổ thẹn, nghe pháp rồi ba chữ này không có. Vì sao vậy? Nghe pháp nhưng không nghe hiểu được nghĩa của pháp. Thật sự nghe hiểu, nghe rõ ràng rồi, ba chữ sau đó chắc chắn cũng có: hoan hỷ, chiết thọ, phụng hành. Họ thật sự làm được rồi. Quý vị tra xem có bộ kinh nào Phật dạy chúng ta tự cao tự đại, khen mình chê người, có dạy quý vị như thế không? Quý vị thử tìm xem. Trong giới kinh đã liệt những suy nghĩ hành vi này vào hàng trọng giới. Phổ biến nhất là hai điều trọng giới trong kinh Phạm Vọng. Đây là điều phải tuân thủ, không làm quốc tạc, không bán quốc chủ. Không bán quốc chủ chính là không hủy bán người. Đây nói trong tình huống nào? Quốc chủ làm việc bất thiện, làm việc không hay, nếu làm không tốt cũng không được hủy bán. Vì sao vậy? Mỗi người đều có nhân quả riêng. Quý vị hủy bán là quý vị tạo nghiệp ác. Họ tạo tác điều bất thiện, quý vị hà tất phải theo họ xuống địa ngục? Quý vị hủy bán họ là theo họ xuống địa ngục rồi. Cho nên nhìn thấy điều bất thiện, thật sự bất thiện, thì có lệ kinh nhưng không tàn thẳng. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta lễ kính là điều nên làm nhưng không tàn thẳng. Tuyệt đối không bảo quý vị hủy bán, không bảo quý vị phê bình. Hành là thật làm. Nghe pháp thật sự nghe hiểu rồi, sanh tâm hoan hỷ, hoàn toàn tiếp thu, thực tiễn vào cuộc sống, thực tiễn vào việc đối nhân xử thị của bản thân. Vậy là đúng rồi.